Những ngày qua trên địa bàn huyện Lắc có mưa vừa và mưa to, mực nước các suối ở xã Đắc Liên đổ về rất lớn và nước sông Krông Na dâng cao, gây ngập lụt nhiều diện tích cây trồng vụ hè thu 2023, trong đó chủ yếu là cây lúa nước. Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lắc, tính đến ngày 29 tháng 7, các vựa lúa lớn của huyện Lắc nhiều diện tích bị ngập lụt với khoảng trên 700 hectare. Cụ thể, xã Đắc Liên có 350 hectare bị ngập, xã Buôn Chía hơn 105 hectare và xã Buôn Chiết khoảng 320 hectare. Các địa phương còn lại đang thống kê xác minh diện tích bị ngập. Do ảnh hưởng của mưa lũ, có một căn nhà tại Buôn Trúc, xã Đắc Liên bị sập đổ. Hiện nay, mực nước ở các suối đổ về rất lớn và mực nước sông Krông Na tiếp tục dâng cao. Dự báo trong vài ngày tới, diện tích lúa nước sẽ bị ngập lụt trên diện rộng. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2023, huyện Lắc gieo trồng hơn 12.200 hectare cây trồng các loại, trong đó lúa nước gần 7.700 hectare. Hiện lúa nước đang trong giai đoạn phân hóa đồng, do vậy khi bị ngập sẽ thiệt hại nặng. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân huyện Lắc chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã thị trấn trên địa bàn huyện kiểm tra thực tế, cử lực lượng túc trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để kiểm tra cụ thể thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Khi nước rút, khẩn trương thống kê xác minh những thiệt hại do mưa lũ gây ra, báo cáo về Ủy ban Nhân dân huyện và tỉnh để có phương án hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.